mani padme hum. Mani padme hum. Cái là tiên tri đó là có thật, nhưng nó không phải nó đúng vào sự thật. Nói ngược lại là do sự tiến bộ loài người của con người tu giải trừ nạn. Thay vì ông nói 300 năm nữa là tận diệt con người, nhưng mà trong 300 năm đó nhân loại tu hành đi vào thánh đức, giải trừ được cái nạn tai, đi tăng lên 400 năm hoặc 500 năm. Làm sao hiểu được? Ở cho nên cái thiên cơ này chỉ thấy hiện tại thôi, hiểu không nổi đâu. Vậy thì sao mấy người đó lại tiên đoán là những người đó học đạo chưa tới đâu? Để ý coi, thầy đã ra đời dạy được, mấy ông nói nẻo không ạ? Nói làm hoang mang dân chúng, nói chuyện thiên cơ trời đất, xét lại ta học tới đâu. Không được á, điều đó vô lý lắm. Theo tôi biết sách đạo và tiên tri của Trạng Trình, một đôi câu thôi, điểm yếu. Vì ổng nói đó, long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ dậy đao binh, mã đề dương quốc anh hùng tần, Việt Nam bất chiến tự nhiên thành. Thì làm sao cái Tết này có được? Mà tận diệt không bao giờ có. Tại sao Việt Nam nhỏ, một nước nhỏ bé mà bất chiến tự nhiên thành? Là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, là thế giới này nè, vào cái năm đó nó mới khởi sự ra chiến tranh, nó gây cắn với nhau, nước lớn quýnh với nước lớn. Bây giờ mình chứng tỏ thực tế, bây giờ mình không biết là long dĩ nào, cái thế kỷ nào, cái chuyện đó là chuyện trời đất mà nha. Nhưng mình thấy cái hiện tại bây giờ bắt đầu khởi chiến tranh, thấy hiện tại đó, Ukraine nè, Nga nè, thấy không? Ấn Độ, Bangladesh là nó khí cạnh nhau, Trung Quốc là Trung Sinh Non nè, thấy không? Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên nè, phóng tên lửa này kia đó. Cái đó là cái mở đầu thôi. Khi mà chiến tranh nổ lên, mình không có biết cái lòng dĩ nào, biết thế kỷ 20 hay là 21 hay là 23, 25, cái chuyện trời đó. Bởi vì ông nói là lúc nào luôn, ông cũng thòng lại cái câu sao: nếu ai biết được đáng ghi con trời, ở đây chúng ta ai là con trời? Bằng nhau hết, chúng sanh bằng nhau, làm sao biết được? Biết được là tiên tri đó. Cho nên mình thấy hiện tại thế nào thì khởi sự thì nói thôi. Mà tại sao Việt Nam mình người ta chết, mà Việt Nam mình nhỏ bé mà bất chiến tự nhiên thành? Miền Trung mà bị nhiều cái nạn hơn miền Nam mình, giữ gì không tự? Đương nhiên cái gì hiểu, dễ hiểu, ít tu. Nói tóm tắt lại là đã ít tu hơn dân miền Nam mới lắm. Dân miền Nam tu chưa gọi là hết nha, có thể được 90% tu. Còn Bắc thấy ở trong này chùa đình làm lễ cúng tế thì ở ngoài treo chó treo mèo nó kia bán, đó là cái tội ác nhất. Thấy Mục Liên Thanh Đề không? Mục Liên Thanh Đề đó là cái bài học cho thế gian mà không tìm hiểu, thấy không? Chỉ giết một con chó tôi dặn con thầy tu trụ trì mần ra bá đích để cho ông ăn, nếu ông ăn được rồi thì ông bị đọa liền. Nhưng mà trời ban cho ông có cái tính linh, ông mới trá hình là bá đích thiệt vào tay áo nè, bả mới bị tội. Mà bả là tiên chứ không phải là người phàm nữa. Tiên không tu không về. Dầu một vị Bồ Tát mà xuống trần mà không chịu tu hành cũng không có về được. Chứ không phải tôi là Phật, tôi xuống cái thế gian này tôi làm mát làm này kia nọ, tôi chở gì chẳng là Phật. Chuyện vô lý, không bao giờ có. Phật tánh ngang nhau với phàm tục, ai tu được mới thành, ai tu được mới thành. Yeah. Do miền Bắc miền Trung ngoài là không có tu nhiều ha. Đúng, không có tu nhiều. Với lại ngoài là ít có ăn chay là như mình đúng không? Không tu tức là không ăn chay rồi. Người ăn chay là tu. Còn người ăn chay mà nói ăn chay, tôi ăn chay tôi không phải là tu, là người đó sai.
tội. Không có cha không sát sanh này vật là tôi không có gì. Ông ngoại coi nó ăn tầm bậy tầm bạ chó mèo này kia nó làm tịch tùng nó thấy tội lỗi gì. Mình đi người như mình người ta bắt mình ra ỷ mạnh hơn mình dễ dụa nó bắt mình nó bắt tế nó rồi mình nghĩ sao tức không giặc chữ nhân đó là những người ta nói là đúng nhưng mà ý nghĩa của người đó không đúng. Không đúng là thế nào? Người ta tưởng là người ta dùng cái con danh từ vật dưỡng nhân là tất nhiên là bắt con vật này vật nó ăn, không phải chị. Vật dưỡng nhân là nói về cái tích của Đức Chúa Phi-su. Lúc mà Đức Chúa Phi-su chạy trốn của bọn ác đó nha, mới sanh Đức Chúa Phi-su ra, Đức Mẹ sanh Đức Chúa Phi-su ở trong rừng á, trong hang đá đó. Trời đông giá lạnh mà làm sao chịu nổi. Nhờ những con vật ở trong rừng ngày xưa nó sống gần gũi với nhân loại lắm, nó mới lại hà hơi nè, nó bao quanh ổng hà hơi mà nó sống. Người ta mới dùng cái câu thần thánh nói là vật dưỡng nhân là vậy, chứ không phải dưỡng là mình ăn uống này kia nọ đâu phải. Đó là mạnh hiếp yếu. Đó là mạnh hiếp yếu, ỷ mạnh hơn bắt ta ăn đất vật dưỡng nhân này. Phải tìm mình, cái lý đó. Đúng rồi, mình bao giờ lấy cái tay mình cho cá sấu một kia ăn đó ha. Tại sao không đổ? Tại vì trong cái thời gian nó chưa tới cái thời gian đó, mà trong cái thời gian này loài người ở đây tu hành quá nhiều, giải trừ cái nạn đó là hết. Phải không? Chỉ thôi. Vậy thôi. Tu hành là trừ. Bởi ta nói tu hành mới trừ căn, trừ kiếp, tu hành mới trừ tội. Chứ đâu có lấy tiền mà chuộc tội được đâu, vàng bóng đâu chuộc được. Thì mấy người đó ta tuyên truyền gì đó, bán đất này kia rồi làm khổ ta. Cái đó mình là người có tội, người nói không đúng sách vở. Bởi người ta nói đó, học là phải hành, phải biết cái cặn kẽ của nguyên do, của gốc gác, của thầy dạy mình, thế nào mình nói lại, nói đi. Bởi vì ông mới dùng một câu nói đi còn phải nói lại. Cái ngày đó là ngày tận diệt đó nha. Nhưng mà lại tới ngày đó không tận diệt. Tại sao? Tại do nó có loài người biết hối cải đi vào thánh đức tu hành sống thêm nữa. Đó là chữ thọ. Và chính bản thân từ cá nhân một con người như tôi hay hoặc với chú cũng vậy. Chú không làm ác, không làm gì, chú thọ chứ sao? Đó. Chú giết người, công an bắt chú. Đó. Chú làm tội lỗi, chú đâm người ta, chú phải trả. Đó. Đó là chữ thọ. Mà do đó con người cứ tu nhiều đức hạnh. Cũng như ông đó vậy, cái số 35 tuổi chết, mà ổng này người giàu có, nha. Ổng xạ một miếng ruộng, ông vừa đi ra thăm ruộng, ổng dòm ở đằng kia thấy. Hai vợ chồng ăn cắp lúa không? Nó cắt cái vô bao vô xuồng cái đẩy, ông bỏ ông đi vô nhà. Thì con vợ hỏi tại sao mà người ta lấy lúa, lấy của cải của mình như vậy mà ông không la đuổi nó, bắt nó lấy lại mà ông chở vô ông làm tin. Ông nói đói. Nó lấy gạo về, nó xay lúa cho con ăn. Nỡ nào thôi mình nhiều quá cho nó ăn. 35 tuổi không chết. Đâu chết. Thổ địa thổ thần đó ở kế bên mình đó, thấy những cái cuộc hành tàn của mình đó, làm thế nào để hiểu hết thì người ta phải trình lên trên, cũng như đó là cái khen thưởng. Tôi nói hiểu không? Thế gian này gì học giỏi thì khen thưởng, hôm nay tu chân chắn cho sống nữa chứ có gì đâu. Thì thổ địa mới để thần đó, ông thần này nè, ông thần. À, ngày đó tháng đó gì đó, thấy người ta thương cho sống thì không sống lâu nữa chứ có gì đâu. Mình đánh không lợi ai hết trơn á. Mấy nước lớn quýnh với nhau, nó có bom nguyên tử, nó có hạt nhân rồi, nó sợ nó mới ghiềm qua ghiềm lại, nó quýnh nhau gì nè. Việt Nam mình ai sợ? Ôi thằng đó nó có cái gì đâu mà thủ.
lo mấy người lớn quýnh giết nó phải chết. Nó phải đầu phục mình, đầu phục là gì? Tại nó đói, lúa gạo mình rất nhiều. Nếu mà tính Việt Nam mình bây giờ mà lúa gì nó nhiều đó, nhưng mà chưa nhiều đâu. Bị số diện tích của mình á, trồng trọt, gãy bái thì kia lấy ra, chứ nếu làm lúa không ai mà ăn cho hết. Không thế nào ăn hết. Thì cái số đó mình, tôi đói quá mình cho nó ăn. Cho nó ăn là biểu nó nghe, cai trị đó, lúc đó mình mạnh nó yếu rồi. Đâu chứng tỏ giờ Liên Xô cô nay giờ quýnh nó chết biết luôn. Dạ, thưa ông tự ơi, thì cái năm dần này có nhiều người ta nói kết thúc thế gian như cái câu giảng thầy năm dần thì chưa có đến gì, chưa đến nổi gì không thầy? Năm dần thì không có cái gì hết đó. Sợ nhất là lông dĩ, gồng gắn á. Dần tí sửu dần mẹo thình là gồng tị là gắn, đó là tiên tri của trạng trình nói không sai, nhưng mình không có biết thình nào thế kỷ nào, là vì nói về đạo á còn lâu lắm mới tận thế. Có thể 300 năm, 500 năm không chừng, 600 năm nữa không chừng. Là vì nếu thế nói về cái thánh ngôn của Đức Chí Tôn không có nói mà. 72.000 năm nữa mới ra một cái mối đạo trời. Bởi từ ngày giáo chủ chết hết rồi tới giờ đâu có ai đâu ra đạo. Thất ức niên, ông nói câu là thất ức niên mới ra mối đạo trời. Là tức kiên thất ức niên là 72.000 năm. Bởi vì đại đạo tam kỳ phổ độ đó. Tòa Thánh Tây Ninh Đạo Cao Đài ra kỳ 3 đấy chỉ đại. Người chủ quyền giáo chủ là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đức Hộ Pháp chỉ là người thừa lĩnh để khai đạo, chứ không có phải là giáo chủ nha. Người ta không biết rồi thấy ông này khai đạo, nó không giáo chủ, không phải. Nó có phân tách rõ ràng. Giáo chủ 72.000 năm, ông tiên tri là 72.000 năm mới có mối đạo ra trời. Tại tại sao nhất kỳ phổ độ, nhị kỳ phổ độ, rồi dễ tám kỳ, nó có cái lý do. Hồi khai thiên lập địa đó, 92 ức quy nhân xuống trần, 96 ức quy nhân xuống trần, thì khai ra nhất kỳ phổ độ Phật Thích Ca 2.500 năm, dạy chúng sanh tạo ra tu hành, nó dớt mấy cái gì lên, dớt không được. 92 ức dớt 3 ức kìa, ồ 96 thì còn cái 92, thấy không, dớt không được, buộc rồng ổng phải ra nhị kỳ phổ độ, độ nữa cũng dớt không được, có mấy ức quy nhân. Bây giờ còn hiện tại với trần 92 ổng mới ra mối đạo trời. Ổng nói rằng ta là trời để ta ra mối đạo đại đạo, tao kỳ phổ độ kỳ 3 này có dớt được không, nhưng mà chưa xong, chưa kết thúc, bị cao đài vẫn còn thịnh hành, chưa kết thúc. Thì mình tự đó mình người đạo cũng vẫn hiểu rồi. Nếu ông đã tạo ra nhất kỳ phổ độ mà nếu dớt chúng sanh được thì ông ra nhị kỳ chia mất công. Không, tôi nói chú phải đâu hiểu. Nếu được thì để nhất kỳ đi ra, không được mới ra nhị kỳ. Nhị kỳ không được mới ra tam kỳ, mà tam kỳ không được là mới tự tận diệt. Nha, tận diệt. Và thời buổi này nếu là người đạo phải nói cho rõ, phải hiểu được một quyết định này. Mở cửa từng thiên, đóng cửa phong đô. Phong đô làm phủ, từng thiên là trời. Bây giờ chết chứ đâu có còn kiểu mà cưa bọng hay là hành hại gì đó, không có. Đầu thai lấy liệt. Đầu để trả quả. Anh sống tới gian cái kiếp này anh làm cái gì? Tội, anh trở lên trả quả. Trả hoài, trả hoài, trả hoài, trả hết thôi. Nếu không hết, sau này tận thế là tiêu diệt. Bỏ, những số người đó bỏ tiêu diệt. Cho nên mới tha thứ đó, đại ân xá. Đại ân xá, mới mở cửa thường thiên, đại ân xá. Còn bây giờ chú biết, đa số là quỷ dữ. Có người vẫn là con người mang hình rất giống nhau.
nhưng mà tâm địa nó khác nhau. Yeah. Nó có hai loại người, thiện giáo và triệt giáo. Thì thần tiên ở trên trời cũng vậy, thiện giáo và triệt giáo. Trời sanh ra không có cái gì là một. Nếu là sông, có sông thì phải có biển. Có nước lớn thì phải có nước rộng. Có non thì phải có núi. Có gió thì có mưa. Có giống đực thì phải có giống cái. Có mặt trăng phải có mặt trời. Không bao giờ có một lẻ loi. Là gì? Hai vật đó là gì? Nó đi đôi với nhau là có âm có dương. Nếu con người và loài vật tất cả những gì ở trên mặt đất là mà sống đó, không có âm mà có dương không cũng chết, mà có dương không âm cũng chết. Phải hai cái đó mới chính liền với nhau. Bởi cái cây mà giờ mình dễ biết lắm, bất cứ loại cây gì mình đem trong mát mình bịch thù lại trên mình trồng nó thôi, nó không chết rồi. Phải có mặt trời ánh nắng vô mà nó sống, rất là hay. Ta có xem sách vở cho tận cùng không? Lời nói tiên tri của các đấng mà mình đã qua rồi phải nói bằng sự thật. Nói trật cũng tội, mà nói thêm cũng là tội. Ông đã nói ai tiên tri được mới là con trời, mình không phải là con trời thì mình nói thật chứ đi. Nếu có sai thì ông trời cũng tội, chứ mình đâu có tội. Ông nói gì về mình nói gì. Tôi thấy bây giờ đa số là các tín đồ họ nói thao thao bất tuyệt, mà nói chuyện đâu đâu không à. Nó có một nói hai rồi đồn ra, nó tung ra nói là dị đoan làm cho dân chúng hoang mang, không lo làm ăn gì được hết trơn, nó khổ vậy đó. Mơ rồi tận thế này kia nói, chứ thật sự có đúng đâu. Yeah. Không đúng đâu rồi đâu hết trơn. Mấy người nói vậy có nên đi sám hối không? Tội chứ. Tội. Không có truyền bá mà sai lệch về kinh sách ha, là tội dữ dằn lắm chứ không giỡn đâu. Nó thiệt á, tội đâu. Mình cãi là trời mà, tại sao không nói gì mình nói khác. Thì vì rốt cuộc là cái năm dần này nó không có gì chân. Không có gì hết, tôi dám khẳng định 100 mà ngàn luôn. Chứ không có 100%. Dần. Nhưng mà thế giới nó khởi sự chiến tranh thì có. Đó là giặc ngọ. Nó khởi sự nó phải là ngày bữa đâu, lâu dài mấy trăm năm, 100 năm, 200 năm mới đi đến chỗ tận diệt. Chứ như cô nay đó là bắt đầu đó, từ đó. Thế thật kỳ này là sàng lọc không? Ừ, sàng lọc chứ. Phải sàng lọc. Bởi sàng lọc đâu phải là thế giới là ngày bữa đâu. Sàng dữ lắm mới trở thành thánh đức. Con người mới trở thành thánh đức. Chừng nào mới tới cái thời điểm mà 10 phần hết 7 không thôi? Đó, tận diệt. Thời đó là thời tận diệt. Mình đâu biết cái ngày nào. Không biết ngày nào. Rồi chú thấy đó, rồi người bây giờ đó có thể nói là khó hiểu được lắm. Đầu óc tư tưởng văn minh quá, đi đến cái chỗ mà trị lạc, tội lỗi, xì ke ma tí này kia. Chú thấy cái đời nào mà mình bắt cái trong truyền hình đó, nó nói đó, có người thì giết bà ngoại, bà nội, con giết cha, cha giết con. Những cái chuyện đâu đâu không có đáng gì hết, chứ mà con người phải làm vậy. Là gì đó, là gì đó là triệt giáo. Thì nó có cái gì triệt giáo thì nó hung hăng lắm. Chứ không phải mình đâu, nóng lên là cào gấu liền. Nào chó, mèo, trâu, cọp, beo, gấu, sư tử luôn lên. Nó hung lắm, nhưng mà lớp con người. Bởi Phật Thích Ca mới nói câu này: chúng sanh các con nhìn thấy là đồng đều với nhau, con người cũng đồng bằng nhau, dầu ma quỷ quỷ thần đi nữa tu cũng thành Phật thành tiên với nhau. Nhưng mà thần tiên triệt giáo và thiện giáo, nếu muốn biết được con người ai là thiện giáo triệt giáo thì các con đổ rượu đó đi cho nó uống đi, là nó sai hết, thì cái điểm linh quang chân thần của nó nằm ngay trán nó hết đi, mất được. Nó trở thành lại cái nguyên si của nó, nguyên vị của nó, cốt linh nó trở thành. Nó quào, nó cấu, nó đi sớm gì, nó chữ bới, nó quậy, nó phá này kia đó. Lộ ra còn con người dễ ợt. Sai là nằm ngủ mê man tỉnh vậy là thôi, không bước quậy phá là gì.
phân tách hai cái đó. Chứ còn các con đó bình thường không biết ai là chuyển giáo, ai là triệt giáo, là hay chỗ đó. Ông chỉ là phải cai đó rõ ràng. Mà thiệt tình gì? Nó thì khô à. Mà uống rượu vô nó mất cái sơ tật rồi là nó chữ bới vợ con, đập phá đồ đạc rồi cái kia nọ. Nó hiện ra. Là tiên tri cái năm vàng mà Tết ăn không được đó, rồi bà con ta nói không có, ta nghỉ tu mình có tội không thật? Tội ạ. Phải tu. Con người sống cái đời này không tu là gì nè. Trong cái vụ tu này, cái ông Thánh Ngôn của Đức Kitô cũng nói, các con từ nhỏ tới lớn không có làm cái gì tội hết, không có giết một con kiến con gì hết, các con chết là sao? Các con sẽ là cái gì? Đó là kẻ vô dụng. Nói câu đó ghê không? Đó là kẻ vô dụng. Đối với thầy, thầy tạo cho các con thì các con phải biết tu, biết rằng ở thế gian trầm luân khổ hại, cõi ta bà này nhiều cái tội lỗi lắm, nhưng con biết ăn năn hối cải đi tu trở thành người đạo, còn không có thì cõi kẻ vô dụng mà thôi. Cho nên mình ở thế gian là mình sai, làm lỗi này lỗi nọ nhiều, mình biết đạo thì mình tu là hết. Tu mới giải trừ được căn nghiệp. Còn không tu không có tiền bạc nào mua được hết, đâu có đem vàng chuột bạc được đâu, giàu sang khách mấy đâu đem vàng chuột bạc. Chết rồi có hai bàn tay trắng mà thôi, chỉ có cái đạo đức của con người mà tồn tại vĩnh viễn. Con người ai cũng như thế mà, muốn sao tùy ý, chứ mình đâu có quyền quyết định được. Bây giờ tôi không chịu tu, không biểu tu không tu đâu có được. Nói nghe lời sao? Nhưng mà mấy người đó, người ta không có hiểu. Giải thích cho người ta hiểu. Người ta rất là dễ dã. Người ta có lòng, người ta muốn tu lắm á. Người ta nghe, những thế này, nghe thế nọ, người ta nói đồn đằng kia nọ, nhưng mà làm những thiệt hại cho người ta. Biết có tận thế không? Tại sao biết? Đây người ta bỏ, ta không làm ăn gì hết, ta nói ôi gắng sống đi, của cải đây, năm ba năm đây chết rồi, ở không ăn à. Người ta đó là nó không cần thế rồi, hết ruột hết trái ăn hết rồi lấy gì sống. Đừng nghĩ vậy. Dạ, theo ông Từ thì cái lời tiên tri mà thầy có không? Ông tiên tri thì có, nhưng chưa hẳn là mà nó đi đúng được. Không đúng là do đó con người. Nhanh hay chậm do con người dân mình thì đi đến chỗ tận diệt à, dứt quá phải tận diệt, nhưng mà không biết thời gian nào, thế kỷ nào, ha, thôi thế kỷ nào, do nó có người. Tại sao ông Phật của đó ở đây ông ra đời đời nè, ông khai đạo tụ đùm mà ông dám nói tỉnh cái vùng miền Nam tỉnh An Giang này đất Phật, còn mình sống tại chỗ này mình nhìn kỹ từ trước bây giờ có phải đất Phật hay không? Là mình biết ổng rồi. Dạ, thưa ông Tự, nếu mà cái người dân mình mà tu một nửa đi, rồi là cái màn ba này nó không có diễn ra phải không thầy? Hay là ở trên nó định sẵn? Chắc là phải diễn, bởi vì đa số tội lỗi quá nhiều, tu ít xịu à. Dạ. Chú nó thấy rõ, tu ít xịu. Phật thì nói, Đức Thầy cũng nói, cũng dạy cho mình đàng hoàng. Phật tại gia chẳng đâu xa, đừng tìm cho non cho núi mà thấy xe cộ đi núi lại là ai trách. Đó là sai pháp Phật rồi. Rộng nhiêu là chết rồi. Làm sao Phật dứt được? Dạ, có một số cô bác nói đó, ông Từ nói đúng. Là tu cũng chết mà không tu cũng chết là sao? Ai cũng phải chết. Không có cái gì mà tồn tại thế gian hết, kể cả cây cối rồi vật rồi kia đó. Dầu cho một vị Bồ Tát ở trên trời xuống đây đó cũng phải chết. Là vì xác thịt này nè, ta ăn hưởng ở đây để tạo ra xác thịt đó đấy, ăn cho thổ với quần cho thổ, có cõi con người chết, đứng vào hạng thứ tư cái khổ ải, ăn cho thổ phải chết, trả được cho thổ, đầu thai kiếp khác, thay hình đổi dạng, không còn giống nhau nữa. Người tới bây giờ họ còn không biết, thầy đã đi rồi, sau này thầy trở lại. Không? Không. Thầy gì không?
không về. Nhưng ổng về mình không biết được. Ổng về ổng đâu có mang cái hình như Đức Quỳnh Giáo Chủ vậy nè, ổng đâu có mang hình đó, ổng thay hình đổi dạng. Cái hồn đâu bao giờ ổng bắt được, ổng ra là Phật đó. Thay hình đổi dạng, phải mượn cái xác khác để tạo đời lại. Dễ, mấy ông Giáo Chủ ra là về ra, tôi đồng ý cho đó. Nhưng mà làm sao biết ổng là Đức Thầy. Yeah. Biết đâu về lần thứ hai này ông trở qua trong phim đầu thai mà nó khai đạo mình. Đâu phải nó muốn về là chỗ nào cũng được đâu. Ông phải nhận lệnh từ Hội Long Hoa, Đức Hoàng Thượng Đế phân công. Ông giáo chủ nào về đâu cũng như chính quyền ở đây vậy thôi. Anh học ra trường rồi bổ nhiệm anh chỗ này chỗ nọ. Yeah. Thấy không? Chứ đâu có là mà ông nói tôi trở lại chỗ cũ, đâu có, không có bao giờ. Dạ, thưa ông Từ, thì cái thời kỳ này mình gieo nhân thì sẽ gặp quả, cũng như mình sát sanh thì phải trả nghiệp không Từ? Thì đúng rồi, phải trả. Mà trả không hết thì tới cái ngày tận thế là mình phải chết. Cái sàn giết sạc, sàn quái cũng như học trò chứ. Thay vì ngàn người, người ta thi tuyển chọn có 300 người à. Nha. 700 người kia phải hết. Bị học dở quá làm sao đậu được. Rồi trừ. Thì ở thế gian này con loài người cũng vậy. Không tu hành là nát nhiều quá làm sao cho nó đầu thai nó ở được. Diệt. Dạ. Lập đời lại. Lập đời lại. Có một số người ta làm cũng như là làm heo làm bò đó không thầy? Cái nghiệp này trả cũng thích không? Khó trả chứ. Ăn giết bao nhiêu mạng người. Bây giờ anh trở ra đầu thai trâu bò lên cho người ta giết lại bao nhiêu ngàn con bò, bao nhiêu ngàn con heo. Loài vật sinh trưởng thế gian này, loài nào nó cũng muốn sống hết. Anh ở nào anh thiệt giống người ta. Anh đâm nó biết đau không? Nó có xương, có thịt, có máu đàng hoàng. Nó cũng có biết cái sự biết của loài vật tì đó, mẫu con. Đấy, con heo thì vẫn đẻ ra, nó vẫn cho con nó bú, như thường. Không? Con dưỡng, con khỉ, con rừng cũng vậy, nó vẫn biết cho con nó bú, như thường. Loài vật nào nó có cái tánh linh của nó, trời ban cho nó một cái tánh linh để nó sống. Mà mình nỡ ra mình giết nó. Đó là ỷ mạnh hiếp yếu. Ỷ mạnh hiếp yếu. Bây giờ mình vô rừng, con cọp sư tử nó mạnh hơn mình đứng tay đâu đó sao lại. Nó mạnh quá, nó mới hạ mình thôi. Biết câu chuyện nào mà ta chạy